Xin chào toàn thể anh em và các bác là thợ đam mê bắt ong rừng trên toàn quốc nhé. Lại một mùa ong mới của năm 2024 đang chuẩn bị bắt đầu. Thì ngày hôm nay nhà em có rất nhiều những cái sản phẩm về những cái quần áo bắt ong mới của mùa năm 2024 này cập nhật mới nhất. Nên là bác nào mà đang chuẩn bị những cái bộ quần áo bảo hộ bắt ong này để mình phục vụ cho cái việc mình đi bắt ong của năm 2024 thì xem video của em nhé. Chi tiết của từng mẫu một em cũng sẽ báo giá công khai luôn. Là em những cái video kiểu dạng giới thiệu sản phẩm rất là chi tiết thì em cũng đều báo giá. Nếu bác nào muốn mua quần áo bắt ong tham khảo giá bao nhiêu thì nhất định xem hết cái video này để cập nhật được cái giá. Sau khi mình quyết định giá ok rồi, mình so sánh, mình thấy mọi thứ nó ngon rồi thì các bác điện trực tiếp cho bên em để được chốt hàng các bác nhé. Số điện thoại thì em để ở đây ạ. Các bác liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Còn ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bác về mẫu quần áo bắt ong bằng vải bạt. Cái bộ này thì là cái bộ mà bên nhà em bán được số lượng nhiều nhất các bạn. Đây, nên các bác nhìn thấy đại lý mà rất là nhiều quần áo bắt ong đúng không? Em sẽ giới thiệu về mẫu mới của năm 2024 các bác nhé. Với cái phiên bản này thì năm nay là may rộng rãi hơn các bạn. Đấy, phù hợp cho các bác có chiều cao, có đủ các size cho các bác có chiều cao từ 1m60 đến 1m85 đều có size các bác nhé. Rất là đẹp. Cả bộ này thì năm nay thì các bác thấy là sẽ được trang bị là có cả đằng sau rất là tiện, đằng sau rất là tiện thì chỉ việc là để quạt vào đây thôi. Quạt thì bên em cũng có bán nên là các bác nào mà mua thì các bác liên hệ trực tiếp bên em để bên em hỗ trợ tư vấn cho các bác về bộ quạt làm mát nhé. Thế còn về chất liệu đây ạ, quay gần một chút để các bác xem chất liệu bạt đây nhé, bạt rất là dày dặn đây các bác nhìn. Đấy, là có khóa giá đằng trước của khóa. Đây, bàn này là vải bạt ô tô các bạn, còn đây ở phía bên trong. Cái chỗ này các bác sẽ để cái pin dự phòng đây cho em này. Đấy, còn cái lỗ tròn này các bác sẽ để quạt đây. Cắt tròn này các bác chỉ việc xoáy cái quạt vào đây là quạt nó rất là mát. Đấy, thì rất nhiều các bác là thợ bắt ong thì các bác biết là bắt ong thì mặc cái bộ này rất là nóng, cho nên là cái việc mà mình trang bị thêm những cái bộ quạt vào thì chắc chắn là phải cần. Thế cho nên là các bác mua quần áo bắt ong mua luôn cả quạt cho tiện nhé. Thế còn nếu nhà bác nào mà có quạt rồi thì mình chỉ cần quạt điều hòa đấy, thì mình chỉ cần mua áo này, quần áo này về thôi, găng tay liền. Đấy, bộ này cực kỳ là chất luôn. Bộ này nhà em bán được số lượng là nhiều nhất. Đấy, vì rất nhiều bác thợ bắt ong rồi cho nên là ở video này em không giới thiệu chi tiết, em chỉ giới thiệu trung bình thôi. Đấy, quan trọng nhất là mình sẽ báo giá, em sẽ báo giá cho bác nhé. Giá của bộ này đang là 400 ngàn đồng cho một bộ quần áo bắt ong này. Đấy, bác nào mà đã bao ship rồi nhé, em nhắc lại là giá bộ quần áo bắt ong vải bạt là mùa 2024 là giá là 400, giá em vừa báo đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà rồi, được đồng kiểm hàng, được kiểm tra, được test hàng, được thoải mái xong thanh toán tiền cho bên em, ok chưa? Gửi hàng trên 63 tỉnh thành các bác nhá. Rồi qua mẫu sản phẩm này em sẽ giới thiệu tiếp một cái bộ sản phẩm mới của năm nay, mùa năm nay, đó là giới thiệu cho các bác bộ quần áo bắt ong bằng vải bạt tàu. Đấy, và bộ này thì trang bị thêm mặt nạ chống độc. Đấy, mặt nạ đây, cái bộ này thì được lấy cái mặt nạ này là hàng nhập của bên Trung, đấy, sau đấy về gia công ở xưởng Việt Nam. Tức là cái này vải bạt cũng là bạt tàu nhưng mà xưởng nhà em tự may. Cho nên cái bộ này thì năm nay nó sẽ là rất là hot. Bác nào mà quan tâm bộ này thì thực sự là dùng bộ này cũng rất là ok. Ở đây được trang bị một cái mặt nạ và có quạt. Các bác lưu ý giúp em nhé, cái quạt này nó sẽ hút gió ra ngoài chứ không, cái quạt này không thổi gió vào trong nhé. Nó sẽ hút gió ở bên trong ra, thì với cái việc mà nó hút gió này giúp cho các bác nhìn lúc nào cũng bị kính này bị trong không bị mờ, và mặt lúc nào cũng thoáng không bị mồ hôi, không bị cay mắt, nó khá là ok. Và khi mà các bác bắt thì nó sẽ hút, nó sẽ thổi cái gió này ra, xung quanh ở môi trường này nó sẽ không bị ngạt khí độc, ong nó đái rất là độc, ong nó sẽ đậu ở đây nó đái thì nó sẽ hút thổi gió ngược ra. Nên là cái bộ này được trang bị cải tiến năm nay nó rất là ok. Thì chất liệu của cái bộ này đây các bác nhìn thấy này, nó là như này. Nó cũng rất là dày dặn và đẹp. Đấy, chi tiết của thiết kế thì nó cũng tất cả các mẫu quần áo thì nó đều giống nhau. Đó, đều có miếng dán này, đều liền hết. Và cũng có lỗ để quạt đây. Có lỗ để quạt đây nhé. Quạt dùng rất ok. Bộ này thì cũng có đủ các size cho các bác, cao từ 1m60 đến 1m85. Hiện tại là có đầy đủ hàng để phục vụ các bác trong cái mùa giải của năm 2024 này. Thì hiện tại cái bộ bạt vải bò này, bạt tàu này thì bên em đang cập nhật giá tốt nhất thị trường hiện nay với giá là 850.000 đồng. Đã bao gồm cước phí vận chuyển rồi các bác nhé. 850.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển rồi.
Bác nào mà mùa này mình đang có nhu cầu mua thì đây là một cái bộ sản phẩm mới, trang bị mặt nạ giá bình dân. Thì còn nếu mà cái bộ mặt nạ này, có mặt nạ này mà bộ vải bò thì nó sẽ cao hơn khá là nhiều so với bộ vải bạt này. Đây là bác nào mà đang sưu tầm cho mình, đang tìm cho mình những cái bộ quần áo bảo hộ bắt ong rừng của năm nay 2024 thì các bác chủ động liên hệ bên em để đặt hàng sớm về phục vụ mùa bắt ong này các bác nhé. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu hai mẫu sản phẩm về quần áo bắt ong mới của năm nay. Thì còn bên cạnh những cái sản phẩm này thì sẽ có những sản phẩm cao cấp hơn, hơn 1 triệu cũng có, hơn 2 triệu cũng có. Nên là các bác nào mà muốn dùng đồ xịn hơn thì hãy bấm vào follow kênh cho em, sau đấy thì đăng ký kênh, lúc nào cập nhật những cái mẫu nào mới nhất thì các bác xem. Rất là ok các bác, nhà em là tổng đại lý cho nên giá rất ok. Bác nào mua liên hệ trực tiếp cho bên em, số điện thoại em để ở đây nhá.